Này này về giờ đám dỗ bà cố. Một năm rồi. Năm rồi có đám dỗ. Đúng năm rồi. Đúng năm mới dỗ chứ không dỗ nửa năm. Ok. Hello cả nhà. Cả nhà qua ăn dỗ. Ăn dỗ ghê. Dỗ lớn ghê lắm. Ghê lắm á. Vịt cuốn à? Dò thủ hả? Vịt cuốn như dò thủ vậy. Thâu vô. Hai. Nè, cuốn thâm rồi nè. Đó. Ăn cái đuôi nữa. Cái đuôi. Chút cắt à. Ừ. Vậy thì chỉ mới ấy thôi. Dạ, quay đi. Mới làm à. Khổ đau. Thịt kho tàu. Mình thịt kho Trung Quốc. Ừ. À, ông hư chửi nữa. Để nắp lại. Quậy quá. Hơi ngon đấy, hơi ngon đấy. Này cơm rượu cái gì đấy? Ăn đồ. Bo tà món này không biết ăn. Thua, nhậu được cái cơm rượu thua. Bắt mâm hả Tí Phú? Gì messy quá vậy? Mặt trời đỏ lên rồi. Lát rồi mất công múc nước mắm để lát rồi kêu nước mắm nữa. Hụt hẳn. Dỗ ngộ năm nào cũng kêu nước mắm. Có nước mắm yếu. Uống hả? Bắt mâm luôn kìa. Nghĩa răng luôn hả? Cắt cho em đi Jason. Jason cắt thôi. Đi cắt cho em đi. Kia làm gì nãy giờ? Đi lầu. Đi lầu á? Làm gì á? Làm lỗi. Kia biết làm lỗi không? Nhờ. Ừ. Kia biết làm lỗi không? Cô đất với em lỗi rồi. Hello. Lego. A letter. S. S. Ngoại đầu mà. Ngoại dọn chưa ra cũng không rồi. Ngoại không rồi. Hi hấu đầu nó. Nó này cái gì? Jay Tom. Đầu nó. Jay Tom. Đầu nó. Đầu nó quá. Chí gì? Tại tiếc hả? Tao bự. Mày ghé nhỏ quá hả? Ghé mới hả? Hai Gia Chi. Phải không? Không còn bố.
Quê không nói gì hả? Đi đổ nước vô ly. Ta coi cái này. Vũ. Vũ. Nước lắm. Nước lạnh. Hả? Lạnh lắm. Đây thêm thằng nữa nè, hai mập không lớn lên ngồi trên đây đi. Anh hai đi quên bình nước bể anh hai. Bữa nay tôi giết con sáu, bây giờ tôi giết con sáu rồi lại chơi không chơi thua giờ rồi la của tụi mình. Thì giết không rõ rồi mà chiều mình bỏ không biết. Chơi nước bể hôm nay tôi chơi con sáu rồi. Chơi nước bể cho mỏ rồi chết rồi. Sao cút? Ủa, chưa thấy con sáu bằng dài đầu rồi. Chơi với con cao lắc bằng dài bằng đầu không à, không có mang một chân nữa. Được cơm. Được cơm anh hai ăn rồi nó cứ điên người hết này. Thịt cá hàng hà không ăn rồi đi ăn ấy. Hello. Lâu quá gặp xe sư đệ đó. Đũa. Đũa cầm hai đôi lên, cẩn giấu đũa nó mệt đó. Vậy nè. Sớm. Nó phải thủ chứ. Không có mất cái này là tao có khác cái này. Có rồi, có. Ông lộn bỏ bên ta. Thôi, quên. Bia thôi. Ông ăn luôn. Đó, vô, này. Đi phước. Sớm quá hả? Hôm nay sắp sửa nghỉ đi sớm gì nữa. Đi đâu? Hồi nãy nói đi đâu quên rồi, đi đâu? Nãy giờ muốn nghỉ luôn vậy mà sớm gì nữa. Thấy gì đi công tác mới về. Lúc này ngồi bên kia. 2 giờ này bữa nào ông bận là cũng đi công tác nữa rồi. Ông gọi tôi gọi ông nè. 1 giờ đi chung với bạn ảnh thôi. Rồi để ông đi công tác rồi. Đi công tác nghe tôi quên. Hai em. Mời anh đi rồi, đâu có cả anh hai rồi mà nói tới chuyện công tác anh ghét lắm. Đi công tác. Mai mấy hợp đồng lớn đó. Làm gì vậy hả? Vậy nó nói không đủ mấy cái làng ấy được không? Mình lên Facebook đó, trong mình về Việt Nam luôn á. Ta phương cậu thật rồi mày đã từng qua đây rồi mày lên mấy cánh mạng rồi.
hai ly hai ly mới kịp thôi anh hai anh về lại có nhà hoạt đạo là về cũng không kịp à này có ai dương chiều quá còn à coi gì đâu vậy à, vô này mới uống rồi uống rồi cái này được heo rồi heo đâu mà cái tàu nước rồi còn là những ly thôi. Không một ly đó đi. Anh đến góc cục bự nó góc cục nhỏ nhỏ này đó. Thôi cái rồi bỏ rồi luôn. Năm sau chắc giờ ngày khác quá. anh hai nãy biết vậy ta ở nhà nó đi. Cái gì sáng cả đi nó. Rồi mà cua là làm có hai con rồi. Cua dân muối mà làm gì cua ra xe máy vậy. Trời ơi, ta còn cái càng nó mới lộn sao đem đổ nó chứ trời qua hỏi mày vậy không? Ghét tao gì ghét nó chứ. Làm tao xỉn. Ta lộn cái càng rồi, lúc nó mới qua. Bỏ lộn đi. Giận cứng người á. Món này có tí order đó. Đổ em muốn đi này. Hello boy. À bác hai. Thôi đó. Dạ ta. Có mùa hè này đi giá xanh được mấy lần chứ. Ngày giá tiếng. À chú Táo rồi, chú Táo chưa? À chú Táo. Dạ, với Tuy Pha. Ừ, ngon lắm ha. Bác Năm. À, ông lên chảnh thì khúc có qua đó. Tự tướng, lấy tự tướng đừng kỹ. Dẹo cao té nặng thế à. Lấy cho này khúc có qua kìa. Tự đâu có kém rồi, nó tưởng nó nhỏ như nó. Dẹo Năm ngồi trên đấy. Ngồi đi lớp biết. Gàng hen. Ghê. Đấy, mấy tôi rồi, hai ba tôi rồi. Anh làm mập chắc tóc thông bạc à. Chẳng được lớn chắc bạc nhiều tao đó. Đó. Ủa, tóc anh hai ngộ chứ, trên bạc mà dưới ốc này cũng ngộ. Dưới đó, đóng đèn, anh đèn. Đi xuống một thông, không sao để chân ly cho nó chắc ăn đi, đi lên xuống thêm. Rồi, để nó đi, tao để nó ngay đó đi, để vô cái cửa chi. Muối, ông cậu cho ông bỏ vô lát dùi bu. Dù vui trời. Dù là ghép bù. Chứ sao? Chỉ có mình con ghép bù thôi. Dù đó. Mày làm nó vậy không? Nói đi mày vô chứ. Thôi. Vô hết đi rồi vô. Nè, cái đồng đôi. Vô rồi đó. Bố mày sao mình biết không cái vụ đường á. Xe tao tới nó dán tem anh vậy. Đó, có xe tao ra an toàn rồi. Trời ơi, nó chưa hết rồi, vô chăm lợi rồi, cái mẹ rồi lắc, tao ngủ không phải rồi. Nãy giờ tôi chăm cái tôi hoài luôn á. Ta được một cái miếng cà phê nó bay cái mẹ không biết. Lắc một cậu thương con, cậu biết. Mấy mẹ nó không biết vậy. Nó không biết vậy. Để anh Tư nói anh đi ăn cổ giờ tao hỏi anh ăn mấy món khác anh không biết anh cũng biết món vậy về ai hỏi thì anh không biết tại tao thích về ăn thôi nói vậy thì ăn không đủ được rồi muốn nhiều quá anh ăn hết hết hả mà con một lát mày đi hai chiếc đũa dắt hai lỗ tai tao ra coi không cái này anh ai anh ăn này anh đâu cần đũa không này anh ăn bóc được mà đâu cần đũa anh hai sợ đũa lắm. Cháu cậu thôi. Cháu cậu thôi. Thì vậy tôi nghĩ nói mẹ đi tôi hai. Uống mẹ tao là đâu đó giỏi nè. Con biết không? Vậy con nghĩ vậy con mẹ đi nói mẹ đi vậy con chuyện. Tàu lao. Tàu lao. Tàu lao. Con tức. Nếu mà nói tại con về vợ con nói con chuyện. Đúng chữ. Nóng chứ. Đúng chữ. Đúng chữ là tao nghe được. Ba cái chặt hơn nóng. Giờ mà làm gì không vậy đi. Đi đi sáng không đi. Đó đó công nhận không đi. Con gãi. Con nhận là hôm trước thấy cảnh á. Cháu đâu nói xong đi. Bộ đầu chưa này rồi chưa thấy ta vừa ấy lấy ví dụ như lấy ví dụ đạn dục vô lấy ví dụ đạn dục vô không chết đúng được thấy là thằng thờ chết mẹ tôi đi bộ đã tôi dán tem đi bưu điện mà đâu đưa xe tới cả là sai về kiểu về đây cũng chuyện gì có chứ nãy tôi dán hai tem là lát đó xe bưu điện tới trả anh hai mà sao giờ đưa xe kỳ nó đem nó làm cái này kéo bên nhà kia à thôi
Đó. Được cả nhà, mai mai bữa nay cúng cơm bạc cấu rồi đâu ngày mai học gặp mai hẹn cả nhà con đi thăm. Mai phô ra. Mai phô mai. Mai gấp lại không? Mai theo. Sao yeah. À. Trời chưa thiếu chút nữa ba dưới ra ngon ba gì? Giọt theo còn nhóc. Cũng anh hay đấy. Hai đứa bay. Toàn này thiếu ba gì em đến cầm mà ba ba gì? Ai kêu? Cái làm cho ba gì? Đó, kêu, kêu. Nó bay ở cháu kêu cậu. Đi về gọi đi về làm gì? Công chuyện hả? Công chuyện đó. Người ta có công chuyện đó. Mày dám có kêu hả? Không bả thì cái chuyện khác của bả, chuyện của tao khác. Nó mới bị giục ngóc rồi không? Thôi gãy. Cái gãy hả giục ngóc. Kê bay khách đi. Ờ rồi đó đó đó. Ok ba anh ơi. Đấy anh hai cầm theo cuốn chai giò đi dọc đường ấu nha. Cầm 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 cái chai giò.